Sử dụng trong những trường hợp bị nóng sốt, mà giờ đây đá lạnh còn được sử dụng như là một phương pháp làm đẹp hiệu quả. Tuy nhiên thì liệu phương pháp này có thực sự thần kỳ và mang lại hiệu quả cho những làn da đang bị tổn thương hay vừa sau trị liệu? Thì ngay bây giờ, mời quý vị lắng nghe chia sẻ đến từ chuyên gia da liễu Phạm Sĩ để lắng nghe những góp ý cũng như là những góc nhìn y khoa về phương pháp này nhé. Nếu mà đang được gọi là một phương pháp làm đẹp đó, thì chúng ta sẽ có là làm giảm cái tố gây viêm. Do đó thì các sắc tố melanin sẽ hạn chế tăng sau quá trình viêm của vấn đề điều trị laser. Ngoài ra thì cái quá trình hồi phục da cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta điều trị chườm lạnh mà không đúng cách đó, sẽ gây ra tình trạng bỏng do quá lạnh. Mình sẽ nên để cục nước đá trên mặt da khoảng 1 tới 3 giây, sau đó mình sẽ nhấc ra, sau mình chườm lại, cứ đếm 1, 2, 3, sau đó chúng ta sẽ lấy cục nước đá ra. Mỗi lần như vậy chúng ta làm trong vòng 20 phút, thì cứ 2 tới 4 tiếng chúng ta sẽ làm một lần. Quý vị thân mến, phương pháp làm đẹp bằng đá lạnh mà Kim Ngân sẽ chia sẻ ngay sau đây chắc chắn sẽ là một trong những phương pháp làm đẹp cực kỳ đơn giản, chỉ mất vài giây để thực hiện nhưng hiệu quả lại cực kỳ tuyệt vời. Nhưng lưu ý là phải thực hiện đúng cách thì hiệu quả mới trông thấy nhé. Và để biết được những lưu ý khi áp dụng phương pháp này thì quý vị đừng bỏ qua bất kỳ thông tin nào đến từ phóng sự này nhé. Đầu tiên, hãy cùng Kim Ngân khám phá những nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị nhé. Trái cây tươi gồm có dâu tây, chanh hoặc cam, dưa leo, mật ong, bột trà xanh, nước đun sôi hoặc là nước khoáng không ga, khăn mỏng. Với những nguyên liệu đang có mặt ở đây thì ngay bây giờ, Kim Ngân sẽ chia sẻ với quý vị khán giả 3 công thức làm đẹp từ đá lạnh và kết hợp với trái cây tươi. Lưu ý thì không nên chườm đá trực tiếp lên bề mặt da vì từ đó da sẽ dễ bị bỏng lạnh. Thay vào đó hãy sử dụng một chiếc khăn mỏng để bọc viên đá và kết hợp với vài động tác massage nhé. Lưu ý là không nên chườm đá lên mặt quá 20 phút mỗi lần và đặc biệt là nói không với việc chườm đá lên những bề mặt da đang bị tổn thương. Quý vị biết không, bột trà xanh có tác dụng làm mát tại chỗ, trị mụn và chống lão hóa. Và hiện nay thì có rất nhiều bạn nữ yêu thích việc sử dụng bột trà xanh để làm mặt nạ dưỡng da. Thay vì sử dụng bột trà xanh để làm mặt nạ thì chúng ta có thể trộn bột trà xanh với nước khoáng làm đông, sau đó chườm lên mặt để có thể làm đẹp. Và đây cũng là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, các bạn nên thử nhé. Đầu tiên, hòa bột trà xanh với nước khoáng cho thật tan, sau đó lọc qua rây để lấy phần nước trong. Dùng nước này cho vào khay đá và để đông. Hàng ngày dùng đá để rửa mặt sáng tối, bạn sẽ thấy da mặt trắng mịn, sạch mụn và bay vết thâm đen. Quý vị thân mến, chất chống oxy hóa có trong dâu tây gấp 10 lần so với cà chua. Lượng vitamin, đặc biệt là vitamin C có trong dâu tây cao gấp 3 lần so với cam và dưa hấu. Và đặc biệt là dâu tây có khả năng làm sạch bã nhờn và mang lại làn da tươi khỏe cho chúng ta. Vì vậy tại sao chúng ta lại không kết hợp dâu tây với phương pháp chườm lạnh này nhé? Cắt dâu tây thành từng lát mỏng và chia thành hai phần. Một phần mang đi xay cùng nước khoáng và phần còn lại giữ nguyên. Với chanh hoặc cam, bạn cắt miếng nhỏ sau khi đổ nước dâu tây vào khay đá. Bạn cho vào mỗi ô khay một lát chanh và một lát dâu tây. Cuối cùng làm đông hỗn hợp này, dùng đá viên dâu tây thoa lên mặt vào mỗi sáng, tối sẽ giúp cho da bạn trở nên mịn màng, hết nhờn và hồng hào hơn. Và tiếp theo, dưa leo có chứa hầu hết những vitamin và khoáng tố thường có trong tự nhiên. Bên cạnh đó, nước chiếm hết 90% thành phần của dưa leo. Chính vì vậy, việc làm đẹp bằng dưa leo sẽ mang lại những hiệu quả cực kỳ đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi bạn biến chúng thành những viên đá nhỏ. Dưa leo, chúng ta dùng một phần ép lấy nước và một trái cắt lát. Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành một hỗn hợp. Và cho vào tủ lạnh. Sau khoảng 2 tiếng, lấy đá ra và lăn trên da khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước. Dùng một lần một ngày đều đặn để cho hiệu quả nhanh hơn. Quý vị thân mến, việc chườm đá vào mỗi sáng hoặc mỗi tối sẽ giúp co thắt mạch máu ở vùng da tiếp xúc, từ đó giúp kích thích việc tuần hoàn máu và giúp làn da của chúng ta có thể hồng hào và tươi tắn hơn. Đối với những cô nàng cú đêm thường xuyên phải thức khuya làm việc hoặc ngủ nhiều khiến mắt bạn bị sưng húp thì việc chườm đá trước khi trang điểm sẽ giúp bạn có một làn da tươi tắn hơn đấy.
Việc kết hợp chườm lạnh và massage nhẹ nhàng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Theo đó, hai phương pháp massage đơn giản nhất và không tốn nhiều thời gian, đó là theo hình xoắn ốc và từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả của Mua Gì Đâu đã có thể bỏ túi được một số công thức làm đẹp chỉ trong vài giây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.